Theo quan niệm dân gian, mỗi người sinh ra sẽ gắn liền với 112 con giáp. Mỗi con giáp sẽ mang một đặc điểm ý nghĩa riêng, tượng trưng cho cá tính, phẩm chất của con người. Đây cũng chính là lý do tại sao có 12 con giáp trong một năm, tương ứng với 12 giờ trong một ngày, 12 tháng trong một năm và 12 năm trong một giáp. Mỗi con giáp sẽ thay nhau đại diện cho một năm. Tuổi Tý, con chuột. Tuổi Sửu, con trâu. Tuổi Dần, con hổ. Tuổi Mão, con mèo. Tuổi Thìn, con rồng. Tuổi Tỵ, con rắn. Tuổi Ngọ, con ngựa. Tuổi Mùi, con dê. Tuổi Thân, con khỉ. Tuổi Dậu, con gà. Tuổi Tuất, con chó. Tuổi Hợi, con lợn. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Dần Mão Nghinh Xuân của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, đất nước của chúng ta đã vừa trải qua một năm Nhâm Dần đầy biến động và một năm vô cùng khó khăn và thách thức. Nhưng sau tất cả thì với sự đồng lòng, tinh thần đoàn kết cùng sẻ chia bên cạnh nhau để cùng vượt qua những khó khăn thách thức, và chúng ta cũng đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào. Và hơn nữa, Việt Nam đã mạnh mẽ đẩy lùi đại dịch Covid-19 với đúng bản chất của loài mãnh hổ để chúng ta cùng chào đón năm mới Xuân Quý Mão 2023 với sự an lành, hạnh phúc đong đầy. Và trong không khí tràn ngập của mùa xuân như thế này, Phương Lan muốn mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những tản mạn về hai con giáp Dần và Mão trong văn hóa dân gian của Việt Nam, với góc nhìn cũng như là những đánh giá của tiến sĩ Đinh Đức Tiến, giảng viên bộ môn văn hóa học khoa lịch sử của Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là tiến sĩ Đinh Đức Tiến, là giảng viên bộ môn văn hóa học khoa lịch sử của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. Và xin giới thiệu, đây là các bạn nhỏ. Các bạn có thể giới thiệu một chút về mình tới quý vị thính giả. Con tên là Phạm Quỳnh Anh, học sinh lớp 6B, trường tiểu học và trung học cơ sở Hưng Yên. Năm nay con 12 tuổi. Còn con tên là Phạm Lê Đức Minh, con năm nay 12 tuổi và con học ở lớp 6B, trường tiểu học và trung học cơ sở Hưng Yên. Con xin chào tất cả các quý vị khán giả. Con là Hoàng Đại Thành, hiện con đang học lớp 7A, trường tiểu học và trung học cơ sở Hưng Yên. Con xin kính chào toàn thể quý vị khán giả. Con là Thùy Dương, học sinh của lớp 7A, trường tiểu học và trung học cơ sở Hưng Yên. Các con có biết là mình cầm tuổi con gì trong 12 con giáp không? Con tuổi con mèo. À rồi, và bạn tuổi mèo. Con cũng giống bạn ấy. À, cũng cùng tuổi mèo đúng không? Con sinh năm 2010 và con tuổi Canh Dần ạ. Canh Dần. Con cũng là tuổi Canh Dần ạ. Rất là thú vị, một sự trùng hợp ngẫu nhiên phải không thầy? Các bạn nhỏ của chúng ta là có hai bạn tuổi Mão và hai bạn tuổi Dần. Và chắc hẳn thì các bạn nhỏ ở đây cũng giống như là Phương Lan, cũng rất là muốn tiến sĩ Đinh Đức Tiến là sẽ chia sẻ nhiều hơn về con giáp đứng thứ ba, đó là Dần, trong 12 con giáp theo như văn hóa dân gian của Việt Nam. Và trước tiên để tìm hiểu về điều này thì mời tiến sĩ cũng như là các em nhỏ và quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với một vài phác họa về những người tuổi Dần. Theo cung hoàng đạo, Dần tượng trưng cho sự đối nghịch. Người tuổi Dần tuy mạnh mẽ nhưng rất thận trọng, thích đấu tranh, ghét những tật xấu, dám lao mình vào những công việc đầy rủi ro để thử thách bản thân. Người tuổi Dần không kìm hãm được tình cảm điều vời, họ lãng mạn, nhiệt huyết trong tình yêu nhưng lại dao động giữa tình yêu chung thủy và tính độc lập. Qua cái clip vừa rồi thì tiến sĩ Đinh Đức Tiến có thể phân tích nhiều hơn cho Phương Lan cũng như là các bạn nhỏ ở đây về con giáp này được không ạ? Đây là một con giáp khá đặc biệt, không chỉ đối với mỗi cá nhân những người mang tuổi Dần mà còn đặc biệt đây là đối với cái truyền thống văn hóa nói chung của dân tộc Việt Nam. Cái linh vật là hổ thì luôn luôn được dân gian quan niệm rằng đây là một cái con vật trong tự nhiên có cái sức mạnh có thể nó coi là vô địch. Và cái sức mạnh vô địch này thì đã tạo dựng cho bản thân con hổ được người Việt cũng như là nền văn hóa của phương Đông là tôn vinh, đây là chúa sơn lâm. Và điều này thì khác hẳn với người phương Tây thì lại tôn vinh con sư tử. Người dân Việt Nam nói riêng và các cái quốc gia phương Đông nói chung thì tôn vinh hổ như một cái sức mạnh siêu nhiên nào đó, và từ cái sức mạnh siêu nhiên đó thì đã dẫn đến cái việc là người ta đã thờ cúng
người ta đã đưa hổ trở thành một linh vật, đưa vào trong cái hệ thống tín ngưỡng dân gian, liên quan đến một cái tín ngưỡng rất nổi tiếng ở Việt Nam, đó là tín ngưỡng thờ mẫu, được UNESCO công nhận. Thì chúng ta luôn luôn thấy rằng ở ngay gầm ban thờ hoặc là ở ngay phía ngoài của các cái ngôi đền mẫu bao giờ cũng có một cái phần, có một cái gian dành riêng để thờ các ông hổ, được phân chia theo các hướng. Chẳng hạn như là chúng ta thấy gọi là thờ ngũ hổ, ông hoàng hổ, tức là ông hổ vàng sẽ ngồi ở vị trí là trung tâm, ông hổ trắng sẽ ngồi ở vị trí ở bên phía tây, ông hổ xanh thì sẽ ngồi ở bên phía đông, ông hổ đen thì sẽ ngồi ở phía bắc, và ông hổ đỏ tức là xích hổ đấy, thì sẽ ngồi ở phía nam. Thì dân gian Việt Nam đã mặc định rằng là hổ là một cái linh vật làm chủ trần gian, cai quản vùng rừng núi và có quyền quyết định đến sinh mệnh của con người, của các cái động vật sinh sống ở vùng đất đai này. Từ những quan niệm dân gian cũng như là những gì mà tiến sĩ vừa mới chia sẻ, vậy thì theo ông, với những người mang tuổi hổ ấy, thì họ thường có những tính cách như thế nào ạ? Bắt nguồn từ những cái biểu hiện rất rõ của hổ trong tự nhiên, tức là hung dữ này, có sức mạnh này và rất quyết đoán. Và cũng chính vì như vậy cho nên là thường là những cái người có tính cách hay số phận là sẽ mạnh mẽ này, quyết đoán này, và đôi lúc gì đó lại hơi khó tính, tức là trong những cái chuyện gọi là giao tiếp hay là kể cả trong những cái chuyện sau này gọi là để dựng vợ gả chồng hay hôn nhân ấy, thì những cái người phụ nữ hay người đàn ông tuổi hổ thường là sẽ có các cái cuộc hôn nhân hay là có những cái cuộc sống nó sẽ trắc trở hơn so với những cái tuổi khác, bởi vì những người tuổi hổ thường có cá tính mạnh, và thường cá tính mạnh như vậy thì đương nhiên sẽ lấn át, rồi đôi lúc là sẽ tạo ra cái cuộc sống những người khác xung quanh sẽ phải gì ạ, đôi lúc còn phải sợ. Nói như vậy thì không có nghĩa là tuổi hổ xấu hay làm sao, và thường những cái người tuổi hổ trong học hành hay là trong công việc gọi là thực tế thì họ lại rất thành công. Và bởi vì sao? Bởi vì những người như vậy thì thường họ sẽ vượt qua được những khó khăn để họ vươn lên, và tôi cho rằng thì đấy là một những cái rất tốt đẹp của cái người tuổi hổ. Có rất nhiều các cái câu tục ngữ ca dao nó liên quan tới linh vật hổ. Vậy thì cô Phương Lan muốn hỏi các con ở đây là có bạn nào biết được một trong những cái câu tục ngữ ca dao mà nói về linh vật hổ không? Rồi mời con. Con có sưu tầm được một câu, đó chính là hổ dữ không ăn thịt con ạ. Hổ dữ không ăn thịt con có hiểu câu này như thế nào không? Nghĩa là hổ dữ ở đây có thể là bậc làm cha, làm mẹ, dù có ghê gớm với những cái người xung quanh thì cũng sẽ không làm hại con của mình ạ. Rồi rất cảm ơn con. Rồi còn bạn nào biết nữa không? Dường như là các bạn nhỏ của chúng ta thuộc rất là nhiều các ca dao tục ngữ mà liên quan tới linh vật hổ đúng không ạ? Vậy thì bây giờ cô Phương Lan sẽ mời lần lượt các bạn nhé. Rồi mời con. Con có sưu tầm được một câu nó mang ký cóp cho cọp nữa thà. Nhà con cứ nhắc về một cái câu đó là hổ phụ sinh hổ tử. Đúng rồi. Con thì qua một câu chuyện mà con đã từng đọc thì họ có nhắc đến một cái hình ảnh là chui vào hang hổ, và con có thể hiểu nghĩa của nó là như thầy đồ vừa nói, thì con hổ có một cái tính cách rất là mạnh mẽ và hung dữ, nên là khi mà chui vào hang của một con hổ hung dữ thì sẽ rất là nguy hiểm. Tiến sĩ có thể thấy được rằng là các bạn nhỏ của chúng ta cũng có rất là nhiều các cái hiểu biết về các cái câu tục ngữ ca dao và ý nghĩa của nó nữa. Thầy thấy thế nào ạ? Tôi nghĩ rằng đây là một cái rất là thú vị. Và thực tế là trong cuộc sống của chúng ta thì có rất nhiều câu nói, câu ca dao tục ngữ nói về linh vật hổ. Nó đều đề cập đến hai vấn đề của linh vật hổ nói riêng và các linh vật khác nói chung. Đó là gì? Đó là một bên là cái mặt tích cực và một bên là cái mặt tiêu cực. Tích cực là có đôi lúc là có những câu là khen linh vật hổ tính cách mạnh mẽ, khen là thể hiện cái oai, cái sức mạnh của ông hổ, và cũng như là biểu trưng cho những cái giá trị gọi là thăng tiến hay những cái giá trị phát triển của một dân tộc, của một đất nước hay của một cá nhân nào đó. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều các cái chi tiết lại dùng cái hình ông hổ để nói đến cái chuyện là tiêu cực. Đấy, chẳng hạn như câu nói của bạn trai vào đây thì là chui vào hang hổ, chui vào hang hùm, biết là sự khó khăn rồi mà anh cố tình anh đối diện thì chứng tỏ là anh đang tự gây hại cho chính anh. Vâng. Đấy thì đấy là một cái thông điệp như vậy. Hoặc là có những cái chi tiết là trong cái câu họa hổ họa bì nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm, để dùng cái những cái trường hợp để răn dạy chính chúng ta là cái linh vật hổ có thể là vẽ bên ngoài rất là dễ nhìn thấy hình hổ nữa, nhưng mà bên cốt bên trong như nào thì không ai biết được. Thì cũng giống như lòng người nhìn hình thức bên ngoài, nhưng chúng ta cũng không thể biết được là cái người này họ nghĩ cái gì. Thưa tiến sĩ, còn với mảnh đất phố Hiến Hưng Yên thì cũng có rất là nhiều dấu ấn, những danh lam rồi cả những danh nhân nữa liên quan tới linh vật hổ. Tiến sĩ có thể chia sẻ nhiều hơn về điều này ạ? Ở Hưng Yên thì có hai nhân vật lịch sử được ghi chép. Một nhân vật thì không liên quan gì đến tuổi hổ nhưng mà lại có tên là hổ. Đó là một trong 12 sứ quân được Vũ Đinh Vũ Lĩnh
thu phục, sau đó thì trở thành vị tướng của nhà Đinh, giúp cho từ ông Dương Đình Nghệ, rồi giúp cho nhà Ngô Vương, tức là ông Ngô Quyền, và tướng quân Phạm Bạch Hổ cũng là cái người mà đã tham gia vào các cái cuộc chiến trên sông Bạch Đằng năm 1938, rồi là liên quan đến sau đó là hậu Ngô Vương, tức là liên quan đến các đời con cháu của Ngô Quyền, thì ông cũng có tham gia. Và đặc biệt là sau này khi mà nó xảy ra những cái sự biến thì dẫn đến cái chuyện là cục diện đất nước bị phân chia thành loạn 12 sứ quân, thì tướng quân Phạm Bạch Hổ đã chấn giữ cái vùng đất Hưng Yên, tức là ngày xưa gọi là vùng Đằng Châu, và trở thành một cái thế lực rất hùng mạnh và cắt cứ ở vùng này. Và sau này vì những lý do khác nhau thì tướng quân Phạm Bạch Hổ đã thuần phục nhà Đinh và trở thành một cái tướng quân cùng với Vũ Đinh là đưa đất nước trở về một cái mối thống nhất và lập nên một cái vương triều Đinh, mở ra thời kỳ phát triển vượt bậc lên sau này, làm tiền đề cho các vua nhà Lý, nhà Trần, rồi sau này nhà Hồ, nhà Lê Sơ có thể xây dựng cái đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta có cái truyền thống lịch sử như ngày nay. Cái người thứ hai đó chính là Quan Trạng Nguyên Lê Như Hổ. Và tương truyền thì Quan Trạng Nguyên Lê Như Hổ này thì là một cái nhân vật, là một tiến sĩ đỗ đạt vào thời nhà Mạc, và ông đã ra làm quan, và theo những cái sử sách ghi chép thì ông đã làm đến chức thượng thư, rồi sau này còn khi mà về già và khi mất còn được phong đến tước, gọi là tước tức hầu. Và đặc biệt là cái nơi thờ ông ấy ở những ngôi đền ở Hưng Yên này, thì có ghi chép một cái thần tích rằng là ông là người ăn rất khỏe. Và cũng có một cái tích chuyện ghi rằng là cụ Lê Như Hổ nhà mình là có giết lợn và nấu sôi để đãi bạn, nhưng cuối cùng là cái người bạn kia thì cũng được nổi tiếng là người ăn khỏe, nhưng cũng chỉ ăn được một phần. Tiến sĩ Lê Như Hổ nhà mình là đã ngồi là ăn hết cái chỗ đó, tức là thể hiện một cái cách ăn rất là khỏe mạnh. Tất nhiên đấy là những cái câu chuyện dân gian, như đấy là những cái truyền thuyết, những cái thần tích khác nhau. Thế nhưng mà nó cũng phản ánh một cái chi tiết, tức là gì, mặc dù là một vị quan văn, thế nhưng mà lại có cái tính cách, chắc là số phận gắn liền với tuổi Dần giống các bạn này, mạnh mẽ như con hổ. Và đặc biệt là trong dân gian có một câu nói chắc các bạn đều nhớ là nam thì thực như hổ vâng. Và nữ thực như mưu. Dạ, vâng, thầy ơi, con có một điều muốn thắc mắc là trong 12 con giáp thì ông Hổ có rất nhiều tên gọi. Một trong số đó là ông 30. Vậy con muốn hỏi thầy là tại sao lại như thế hả thầy? Một câu hỏi rất là thú vị đúng không ạ? Vâng. Có ít nhất 3 cái tích để thể hiện ra là tại sao lại có cái tích chuyện ông 30. Thì cái tích chuyện thứ nhất mà nhiều người hay được nghe ông 30 đó là liên quan vì hổ ngày xưa là một cái linh vật rất là dữ ở trong rừng và thường xuyên là đi về với người ở để bắt người, bắt động vật, và đặc biệt là những cái ngày cuối năm. Chính vì vậy cho nên là họ rất sợ vào những cái ngày 30 Tết đấy là hổ sẽ về quấy nhiễu, và chính vì lý do vậy cho nên là người ta thường là cúng ông hổ vào ngày 30 Tết để mong rằng là ông sẽ không quay về quấy nhiễu cái cuộc sống của họ. Một tích chuyện thứ hai, ông hổ cũng hay về bắt người như vậy, và triều đình vua thì có ban ra một cái sắc lệnh rằng là cứ mỗi lần mà ai mà bắt được hổ, giết được hổ thì sẽ được thưởng 30 quan tiền. Và cái chuyện là từ 30 quan tiền đấy thì dẫn đến một cái chi tiết là gọi cái ông hổ là ông 30. Một cái chuyện thứ ba thì nó liên quan đến khuôn diện về ông hổ đấy. Ngoài cái màu da rồi nó có các cái vằn vằn ấy, đặc biệt là cái vằn trên trán là nó tạo thành một cái chữ Hán, đó là chữ Vương. Khi mà viết ra thì chúng ta thấy rằng là nó được ghép bởi hai cái chữ là chữ Tam và chữ Thập. Tam Thập chính là 30, chính là gọi ông 30, chính là gọi theo cái đặc điểm nhận dạng của ông hổ ở cái vần trên trán của ông hổ.
Xin rất cảm ơn những chia sẻ vô cùng ý nghĩa của tiến sĩ Đinh Đức Tiến về con giáp đứng thứ 3, đứng hàng thứ 3 trong 12 con giáp, đó là Dần. Và năm Dần cũng đã qua đi để nhường chỗ cho cô mèo thong thả, nhẹ nhàng bước tới, đúng không ạ? Vâng, và bây giờ thì mời tiến sĩ Đinh Đức Tiến cũng như là các bạn nhỏ chúng ta sẽ cùng đến với một clip tiếp theo để nói về những người mang tuổi Mão ạ. Người tuổi Mão hiền hậu, thận trọng, ẩn sau bề ngoài bình thản, nhiều khi coi mình đứng trên người khác. Họ thích sống cầu kỳ xa hoa, nhưng lại thường ít phấn đấu để đạt mục tiêu đó vì không muốn đấu tranh, không thích làm một mình. Họ thích các đồ vật sang trọng, tinh tế, yêu nghệ thuật, thích đọc sách và nghiên cứu. Trong tình yêu, người tuổi Mão thường kín đáo. Khi yêu ai, họ thích mối quan hệ bình yên, được chiều chuộng. Thưa quý vị và các bạn, Mão thì tương ứng với con giáp đứng thứ 4 trong 12 con giáp. Và đặc biệt năm nay chúng ta chào đón năm 2023, năm Quý Mão. Thưa tiến sĩ Đinh Đức Tiến, tiến sĩ có thể cho biết thêm về những đặc điểm giống và khác nhau giữa hai con giáp này ạ? Con giáp là Dần và con giáp là Mão thì có một cái điểm tương đồng. Thì đây là hai cái loài động vật mà thuộc cái bộ móng vuốt. Xét về mặt đặc điểm về mặt sinh học thì có tính cách là săn vào bồ mồi. Và tuy nhiên thì với thân hình và trọng lượng khác nhau. Chẳng hạn như Dần thì có cái thân hình trọng lượng rất lớn, chuyên rình bắt và vồ mồi những cái loại động vật lớn. Vâng. Còn riêng đối với Mão thì chủ yếu là bắt vồ những cái loại động vật nhỏ. Bên cạnh những cái chuyện về hình thể to lớn và khác nhau như vậy thì nó có những cái đặc điểm mà tôi nghĩ rằng là cũng phải nói thêm. Chẳng hạn như Dần thì thể hiện cái tính nam tính, cái tính dương, cái tính khỏe mạnh, đặc biệt thể hiện cái sức mạnh ghê gớm. Trong đối với Mèo thì lại có một cái gì đó nhẹ nhàng, ẩn hơn, dịu dàng hơn. Và đặc biệt là khi mà đi rình mồi thì rất nhẹ nhàng và gần như là chúng ta thấy là con mèo, để mà bắt mèo hay là để mà tìm được con mèo thì đột ngột xuất hiện và đột ngột biến mất, và chúng ta cũng sẽ rất khó nắm tuổi Mão đấy. Thì chúng ta còn có một cái cách gọi mà dân gian thường hay dùng, đó chính là tiểu hổ. Vâng. Tức là một cái xạ ảnh thu nhỏ lại. Vâng. Của con hổ. Nếu như hổ sống ở cái ngoài môi trường là rừng núi thì mèo là một cái linh vật thu nhỏ lại, được nuôi dưỡng ở trong cộng đồng, được con người đưa về gần gũi với con cuộc sống của con người, và đặc biệt trở thành vật nuôi của con người trong gia đình. Ở Việt Nam chúng ta thì có rất nhiều những danh nhân mang tuổi Mão, và tiến sĩ có thể chia sẻ thêm về những danh nhân tuổi Mão của Việt Nam nói chung cũng như là của Hưng Yên nói riêng ạ. Trong lịch sử thì có ghi nhận là vua Trần Thái Tông là người mang tuổi Mão, rồi là một số các cái nhà thơ, nhà văn, rồi một số các cái tướng lĩnh danh tướng, trong đó có thể đơn cử tướng quân Trần Quốc Toản, rồi là một nhân vật nữa cũng rất nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam, đó là cụ Phan Bội Châu. Thì trong đó cụ thể như ở mảnh đất Hưng Yên của chúng ta thì có hai danh nhân, một là nhân vật lịch sử và một là một cái văn nghệ sĩ rất nổi tiếng. Đối với nhân vật lịch sử thì chúng ta có thể biết đến cụ tướng quân Phạm Ngũ Lão, là người con của đất Hưng Yên, là người Phù Hùng. Đây là một cái tướng quân mà đã có cái tham gia vào các cái cuộc chống quân Nguyên Mông xâm lược vào Đại Việt, và tạo nên một cái hào khí Đông Nga rất to lớn cho dân tộc Việt Nam. Nhân vật mà được coi là có chiến công hiển hách trong lịch sử dân tộc, tham gia vào các cuộc chiến được coi là vĩ đại nhất, quy mô nhất vào thời Trần. Nhân vật thứ hai cũng là người con của đất Hưng Yên, đó chính là nhà văn Nguyễn Công Hoan, người đất Văn Giang. Cụ là nhà văn mà theo cái thể loại văn chương là trào phúng, và cụ có rất nhiều các cái tác phẩm đã để đời, chẳng hạn như là Người Ngựa Ngựa Người này, Kép Tư Bền này, vân vân. Thì đấy là những tác phẩm rất nổi tiếng của cụ Nguyễn Công Hoan, chắc chắn sẽ được lưu truyền mãi mãi trong cái đời sống văn chương, trong được cuộc sống của người dân Việt Nam, cũng như là các tác phẩm được in ấn trong sách giáo khoa cho chương trình văn học phổ thông. Con muốn hỏi thầy là đối với con giáp này thì thầy đã kể cho chúng con nghe thích ông 30. Vậy đối với con giáp Mão thì còn những cái tích cổ nó khác không ạ? Thực ra những cái tích chuyện về tuổi Mão thì không có nhiều, nhưng trong đó thì có một cái hoạt cảnh hay là có một cái câu chuyện dân gian rất là nổi tiếng, đó là cái câu chuyện mà mèo đuổi chuột, hay là cái trò chơi, hay là một cái câu ca dao tục ngữ rất nổi tiếng trong kho tàng dân gian Việt Nam đấy, đó là con mèo mà trèo cây cau hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà, chú chuột đi chợ đường xa mua mắm mua muối dỗ cha con mèo. Ngoài cái chuyện là cái tính cách là mèo với chuột là hai cái linh vật hay là hai cái con vật mà nó có cái sự đối lập nhau, thì một cái chi tiết thứ hai mà giải mã đấy, biểu tượng về văn hóa đấy, thì cho rằng đây là cái quy luật vận động ngày và đêm. Khi mèo mà trèo lên cây cao nó giống như là cái ốc mặt trời bắt đầu mọc, đến cái lúc mà vượt lên qua cái cây cao, tức là giống như là ốc mặt trời là vào buổi trưa và ban ngày, và chú chuột thì sẽ biểu trưng cho cái buổi đêm và sẽ phải lẩn đi, trốn đi,
và sẽ đấy là lúc đấy là ban ngày xuất hiện rồi. Và ngược lại, lúc mà con mèo lại đi xuống không đuổi, không lên hỏi thăm con chuột nữa thì lại cái quy luật ngược trở lại là lại vào ban đêm. Vì mèo có một cái tác dụng đó là gì? Là đuổi bắt chuột. Và chuột thì là một cái con vật mà hay cắn thóc lúa rồi phá hoại mùa màng. Người nông dân Việt Nam nuôi mèo để bắt diệt chuột, để mà bảo vệ mùa màng cho chính mình. Và chính vậy thì con mèo là một cái linh vật, hay là một con vật gần gũi với cuộc sống đời thường. Và cho đến ngày nay thì ngoài cái chuyện mèo có cái tác dụng hay là có cái giá trị là để đuổi bắt chuột, để bảo vệ mùa màng cho người nông dân, thì mèo dần già rồi trở thành một cái vật nuôi trong gia đình. Không những thế, cái vật nuôi này thì còn được coi là thú cưng, người bạn của mỗi cá nhân, để mà có thể an ủi cho những cái người mà ít bạn hoặc là sống cô đơn. Thì đấy là tôi nghĩ rằng là mèo có một cái giá trị như vậy. Vậy lúc này thì con vẫn tự đặt cho mình một câu hỏi là vì sao con mèo luôn có những cái vấn đề khúc mắc với con chuột? Là liên quan một chi tiết là hổ thì là một linh vật to lớn và chuyên đi săn mồi lớn. Và mèo là một cái linh vật, một xạ ảnh khác nhỏ hơn. Vì nhỏ bé như vậy thì chỉ đi săn được những cái con mồi nhỏ thôi. Thế nhưng mà cái bản năng của mèo lại là động vật săn mồi rất nhanh nhẹn. Và khi chuột thì lại là một cái động vật rất là nhỏ và lại linh hoạt, chạy rất nhanh. Và cái điều đấy vô tình nó kích thích cái bản năng của chú mèo. Và chú mèo sẽ luôn luôn đi dính những cái con vật mà nhỏ bé vừa sức với mình nhưng mà lại linh hoạt, để cho mèo thể được hết cái bản chất, thể hiện được hết cái gọi là cái sở trường của mèo khi mà đi săn mồi. Và chính vì vậy cho nên là mèo và chuột nó như là một cái cặp đối ngẫu trong tự nhiên. Có mèo thì phải có chuột, hoặc có chuột thì phải có mèo. Thầy nghĩ rằng là một cái khắc chế của ông trời, tức là sinh ra động vật này thì sẽ có một động vật khác để khắc chế, và đây là một cái quy luật. Và chính vậy là mèo thường đuổi chuột và thường bắt chuột. Và đây cũng chính là lý do mà sau này các con xem các bộ phim hoạt hình, đúng không? Hay là khai thác các cái câu chuyện dân gian thì thường đây là một cặp bài trùng đi cùng với nhau, mặc dù nó mâu thuẫn nhau nhưng mà không triệt tiêu nhau. Như thầy đã nói là thể hiện cái bản chất của con mèo, thể hiện cái năng lực của con mèo, thể hiện được cái kỹ năng của con mèo trong cái quá trình vận động của tự nhiên. Và mèo đuổi chuột thì dường như là còn có cả trong các cái trò chơi dân gian nữa, phải không thầy? Con người thì nhìn vào cái hành vi tự nhiên bản năng đấy thì đã tạo ra các câu chuyện, tạo ra các cái trò chơi dân gian. Và đặc biệt là một cái trò chơi dân gian rất là nổi tiếng cho thiếu nhi, đó là cái trò chơi mèo đuổi chuột. Và chắc là tôi hay là MC Phương Lan này hồi bé chắc cũng sẽ phải chơi cái trò chơi này. Vâng, đúng rồi, gắn bó với cả tuổi thơ của rất nhiều thế hệ. Và còn các bạn nhỏ của chúng ta ở đây thì các con có biết tới trò chơi mèo đuổi chuột không? Dạ có. Rồi, tức là đều biết đúng không ạ? Chúng ta có từng tham gia trò chơi này chưa? Rồi ạ. Các bạn thấy trò chơi này như thế nào? Đối với con thì con thấy là mỗi khi chơi những trò này thì tình bạn nó cũng có thể trở nên gắn kết hơn. Thưa tiến sĩ Đinh Đức Tiến, là Phương Lan cũng có một điều muốn hỏi tiến sĩ, là thực tế thì mèo cũng rất là hữu ích như vậy. Thế nhưng cũng vẫn có những cái câu ca dao tục ngữ ở đó thì hàm ý cũng không hay lắm về chú mèo, như là chó treo mèo đậy, hay là mỡ để miệng mèo, hay là mèo mả gà đồng chẳng hạn. Tiến sĩ có thể chia sẻ về điều này ạ? Các linh vật thì đều có cái mặt tích cực và mặt tiêu cực. Vâng. Thì mèo cũng như vậy. Và chúng ta có đề cập đến cái mặt tích cực của mèo, tức là đuổi chuột này, bảo vệ mùa màng này. Nhưng bên cạnh đấy, ở góc độ nào đó thì mèo lại có những cái tính cách mà con người cũng rất khó chịu, chẳng hạn như là ăn vụng, rất khéo léo cậy chạn, cậy nồi, cậy son, hoặc là chúng ta đang ngồi mâm cơm mà chỉ nhãng đi quay đi hỏi mâm cơm cái là mèo mò vào mâm cơm ngay. Hai là cái hành vi con mèo là vì nó tương đối là lặng lẽ, nó tương đối là âm thầm, và đôi lúc là nó thoát ẩn thoát hiện mà con người không kiểm soát được. Và đặc biệt thì trong văn hóa tâm linh, mèo luôn coi là một cái linh vật mà mang tính ấp, sống ở thế giới dương nhưng mà lại hoạt động vào buổi đêm. Chắc là chúng ta đều biết đến hiện tượng trong cuộc sống, ta rất là sợ ở mắt mèo vào buổi đêm, chúng ta nhìn đôi lúc là chúng ta giật mình. Và đặc biệt vào những ngày Tết Nguyên Đán thì có một câu tục ngữ hay một câu ca dao thì chắc là chị Phương Lan biết, đó là gì? Mèo đến nhà thì khó mà chó đến nhà thì sang. Thì tại sao như vậy? Thì nó liên quan đến cái chi tiết con mèo kêu meo meo, hay là mèo thì nó đồng âm đồng nghĩa với cái một cái âm mà chúng ta người Việt chúng ta luôn luôn tránh và luôn luôn sợ, đó là nghèo. Thế cho nên là vì lý do như vậy cho nên là mèo ở bên cạnh những cái gọi tích cực như vậy thì lại bị gán cho những cái ý nghĩa rất tiêu cực. Và đôi lúc ở trong mắt người Việt, cái thân phận con chuột thì nó giống như cái người dân bình dân Việt Nam sống rất là vất vả và luôn luôn thì bị đè nén, luôn bị chèn ép. Thì trong đó cái con vật mà gọi khắc tinh của con chuột thì đó là con mèo, sống lúc nào cũng cảm giác nhàn nhã, ngồi một chỗ gầm gừ rồi là đi vào những cái lúc mà bắt mồi như vậy. Từ những cái hình ảnh như vậy thì dân gian đã đưa lên cái bức tranh dân gian Đông Hồ rất nổi tiếng, đó là bức tranh đám cưới chuột. Và trong cái bức tranh này thể hiện là
mèo thì được ngồi một chỗ, trông rất là hoành tráng. Chuột thì hôm đấy cưới vợ và muốn được mèo đồng ý cho đi qua để không gây sự, thì chuột đã phải cử những cái gọi là người trong đồng tộc của mình là đem những như cá rồi đem những cái vật phẩm khác nhau để dâng cúng cho mèo. Và chúng ta thấy một cái chi tiết rất rất hay, chuột như là người dân, dù từ nó hơi tiêu cực đó là đút lót cho quan là mèo. Và đây là cũng thể hiện là gì, tầng lớp bị trị với tầng lớp cai trị, và hình ảnh con mèo lúc này thì lại được bị coi là xấu, bị coi là tiêu cực. Và trong cái bức tranh nắm cái chuột thì nó tái hiện một cái hình ảnh rất đời thường mà chúng ta luôn thấy trong cuộc sống, mà khi mà chúng ta ngẫm nhìn bức tranh à, chúng ta ngẫm chính cuộc sống của chúng ta. Vâng, và đó là tất cả những cái gì đúc kết của ông cha ta, đúng không ạ? Và cho đến tận bây giờ thì chúng ta vẫn thấy rằng là tất cả điều đó thì nó vẫn còn nguyên giá trị rất là ý nghĩa. Với những văn hóa dân gian của Việt Nam chúng ta thì đầu năm thì thường có tục sông đất, và năm nay là năm Quý Mão. Vậy thì theo tiến sĩ thì với những gia chủ mà muốn người sông đất cho gia đình mình thì lựa chọn những nhân vật nào ạ? Vâng, ở đây thì chúng ta sẽ có hai chi tiết. Một là vì nó phụ thuộc vào thế này, mỗi gia đình thì cái gia chủ sẽ có một tuổi khác nhau, và mỗi một tuổi khác nhau như vậy thì sẽ có một cái tuổi con giáp tương ứng với mình hoặc là phù hợp với mình trong năm nay là năm con Mão. Và có hai cái tuổi mà tôi ngẫm rằng là sông đất may là đều ổn, một đó là tuổi Hợi, hai đó là tuổi Mùi. Vâng, tuổi Hợi và tuổi Mùi. Đó là những tuổi mà sông đất sẽ đem đến nhiều những điều may mắn đến cho gia chủ trong năm mới này, đúng không ạ? Thay mặt những người làm chương trình, xin rất cảm ơn tiến sĩ Đinh Đức Tiến đã vừa chia sẻ cũng như là phân tích rất là nhiều điều ý nghĩa về hai con giáp Dần và Mão trong 12 con giáp của văn hóa dân gian Việt Nam. Mèo mèo.
trong những giờ phút đầu tiên của năm mới 2023 này, rất là mong muốn tiến sĩ có thể khai bút gửi tặng tới Phương Lan cũng như là các cháu nhỏ ở đây một chữ được không ạ? Nhân dịp năm mới thì xin chúc khán giả của Đài Truyền hình Hưng Yên lời chúc tốt đẹp nhất, chúc mọi sự bình an khang và thịnh vượng. Và để tiếp lời của MC Phương Lan thì tôi xin được tặng các bạn nhỏ ở đây một chữ mà nó đang phù hợp với lứa tuổi của các em, đó là chữ học. Đây là chữ học thầy sẽ tặng các con, giống như là ý nghĩa thầy đã nói là chúc các con sẽ học tốt và sẽ phấn đấu luôn luôn duy trì học nữa, học mãi để mà kế thừa cái truyền thống hiếu học của dân tộc nhé. Chúng con cảm ơn thầy. Dạ vâng, đây là chữ hành phải không thầy? Đúng rồi, đây là chữ hành. Dạ vâng. Như ý nghĩa mình đã nói là bạn mong bạn sẽ luôn hành động và sẽ đem được cái sở học của mình để mà làm tốt cái công việc của mình hiện nay. Dạ vâng, cảm ơn thầy rất nhiều ạ, và hy vọng rằng tất cả những điều thầy viết ở đây thì em cũng sẽ cố gắng ạ. Đã có chữ hành để tặng MC, rồi chữ học để tặng các bạn nhỏ. Vậy còn chữ này thì sao thầy? Chữ này thì cá nhân tôi xin tặng cho khán giả của Đài Truyền hình Hưng Yên. Đây là chữ tâm, và cái chữ tâm này nó chính là cái hành trang của mỗi con người chúng ta trong quá trình làm việc, trong cuộc sống. Và cái chữ tâm này nó sẽ luôn luôn đi theo chúng ta từ cho đến tương lai. Thay mặt những khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin cảm ơn tiến sĩ Đinh Đức Tiến rất là nhiều ạ về những chữ thư pháp mà gửi tặng tới Phương Lan cũng như là các bạn nhỏ và quý vị khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Nhân dịp năm mới, xin được kính chúc tiến sĩ cũng như là gia đình thật nhiều sức khỏe, một năm mới an khang, thịnh vượng và bình an ạ. Còn cô Phương Lan chúc các con năm mới này thật nhiều sức khỏe này, thật là chăm ngoan và học giỏi để luôn luôn xứng đáng là những con ngoan trò giỏi nhá. Cũ đã hết, năm mới đã sang, chúc cho cô bác họ hàng thêm một tuổi mới an khang trọn đời, gia đình sức khỏe dồi dào, miệng cười phơi phới, làm ăn tấn tới, lộc vào phơi phới, cả năm phát tài, mừng năm Quý Mão mời sang, từ già và đó cũng là những lời chúc mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn, những người luôn luôn đồng hành, yêu mến và dõi theo các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Dần Mão Nghinh Xuân của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Xuân Giáp Thìn 2024. Chúc mừng năm mới.
khỏe dồi dào. Chúc cha mẹ gặp nhiều may mắn. Chúc anh chị hạnh phúc tràn đầy. Chúc mọi người làm ăn phát tài.